Ôi trời ơi. À, cái ông đèn thần xuất hiện nha mọi người. Hello mọi người, mình Vũ Viking đây. Hôm nay lại có đồ mới đó các bạn. Đây, trong phần đây các bạn ơi, Aladdin. Aladdin này thì nó cùng với lại là cái chủ đề của VIP đó mọi người, đêm Ả Rập ha. Thì cái gói này thì mình cũng sẽ mua và review cho mọi người xem ha. Thì chúng ta sẽ có là cái mũ Aladdin nè. À, cái cây đèn thần này mọi người, không biết là cái đèn thần này sử dụng thì có chức năng gì không nữa. Dép cũng như là mình được bộ đồ ha, tóc mới nha mọi người, tóc nam mới ha. Ấy da, có đồ nam mới đó các bạn ơi, mình phải mua mới được. Rồi review cho mọi người xem ha. Mà trước khi mở cho mọi người xem thì mình chốt cái mini game để mình mở cái mini game tặng cái gói Aladdin này cho mọi người ha. Thì mình chúc mừng bạn Nam Fly và bạn Ngọc Nữ, hai bạn này trúng hai gói VIP nha mọi người. Rồi hai bạn này inbox anh để nhận gói VIP ha, anh đặt giùm gói VIP ha. Và bây giờ mình cũng sẽ mở mini game tặng gói Aladdin này cho mọi người ha. Tham gia bằng cách là truy cập vào website của mình hoặc là dưới phần comment game mình có để link á. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong hòm thư để mở nha mọi người. À, phần thưởng đăng nhập các bạn ơi, cái kẹo nổ này, cái nổ này ăn vô hình như nó nổ bung 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 xung quanh người mình đúng mọi người, nó phát sáng á. Đây gói Aladdin này các bạn. À, được thưởng 20 kim cương nữa. Đây, wow, cái mẫu đầu tiên luôn, cái mẫu là chắc là xịn nhất các bạn. À, mẫu là VIP luôn ha, còn mấy kia là luxury à. Nếu gọi là mũ thì không có mũ nào sai này thì phải. Ủa, mũ bự hả? Có một cái lá ở trên ha, tóc mới nha mọi người. À, tóc mới thì nhìn cũng bình thường ấy. Chắc là cũng bình thường nha mọi người. Và bộ đồ Aladdin nè, nhìn có vẻ là Aladdin đó các bạn. Lọc cọc được làm bằng gỗ, một cái giày làm gỗ của Aladdin nha mọi người. Rồi cái cây đèn thần này mình sẽ sử dụng coi thử là nó có chức năng gì không ha. Ra đây đi nào, không biết là mình có ước được gì không. À, mình chưa có bộ đồ đó mọi người, xíu nữa mình ước coi mình mở ra được bộ đồ và thử được không. Mình đang có 10 hộp nè. Và trước tiên thì mặc vô cho mọi người xem trước đã. Dép nè, đồ nè, mũ nè, rồi cái gì nữa ta, tóc nè. Rồi trời ơi, lâu lắm rồi nhập hành mới ra đồ nam đó trời. Rồi và cái cây đèn thần đó các bạn. À, cũng dễ thương ha. Ôi, bộ đồ này kết hợp vô cũng dễ thương, mọi người nhìn thì cũng bình thường nhưng mà kết hợp với nhìn dễ thương nè. À, đây cái đèn thần mọi người, có đồ bền luôn. Ôi trời ơi. À, cái ông đèn thần xuất hiện nha mọi người. À, trời đất ơi, để mình để tối tối coi thử là nó có hiệu ứng gì không nha các bạn. Ôi, có ông đèn thần xuất hiện, coi thử là nó có sáng không ạ. À, sáng nha mọi người. Ui là trời, xịn nha mọi người. Rồi, ước cho mình một cái điều ước, mình mở ra cái áo của sồi đi. Rồi, mở ra cái áo của sồi nha. Rồi, mở 10 hộp nha các bạn. Không ra áo của sồi là chắc là dặn ông Aladdin này luôn á. Rồi, cái lồng chim luôn. Xíu mình đi tái chế hết mấy cái lồng chim nó mới được. Tự nhiên ra lồng chim quá trời à. Rồi, không biết là cầu được ước thấy không ha. Áo nó mình chỉ còn thiếu áo đó thôi, hôm qua mình bắt 100 lá phong. Trời đất ơi, rồi xu rồi nha các bạn, 5 hộp đầu tiên xu rồi đó. Trời đất ơi, ra lòng không à. Aladdin ơi, Aladdin là Aladdin, ông cây đèn thần ơi. Trời đất ơi, cây đèn thần mà xu vậy ta. Trời đất, màu tím đi. Ôi là trời, không được món nào VIP luôn, luxury không à. Rồi luôn xu rồi, cái ông đèn thần chắc nhốt vô cái lồng đèn lại quá rồi, được cái phong đỏ các bạn ơi. Chắc nhốt vô cái đèn thần lại quá các bạn ơi. Trời đất ơi, nó xu nha. Ông đèn thần này xu nha mọi người. Đây, để mình được cái phong thôi, mình lấy cái phong ra mình để luôn nha mọi người. Đỏ nhà của mình bây giờ hiện tại là phong hơi bị nhiều. Mình trang trí cũng 5-7 cây phong rồi các bạn. Biết để đâu luôn á các bạn ơi. Trời đất ơi, Aladdin ơi là Aladdin, xu quá nha. Xu vậy là không được rồi các bạn ơi, hỏng rồi. Nè, ông cây đèn thần này kỳ cục quá các bạn. Mình phải đi tái chế mới được, để mình mặc cái đèn sáng này cho mọi người vô. Mình phải đi tái chế, nói chung là bộ đồ này nó dễ thương nha mọi người. Kết hợp lại thì nhìn có vẻ dễ thương ha. Ấy, mình sẽ đi tái chế những cái món hồi nãy mình mở ra. À, trong phần thành tích của mình thì mình nhận thành tích đó các bạn. Hôm bữa mình bắt vô chùa hoàng đế nè. Rồi bọn ngựa nè. Bọn ngựa bắt được 15 con, được 2 lần. Ui coi vậy chứ mình gần lên level 22 rồi nha mọi người. Rồi thì mình sẽ đi tái chế, không biết cách tái chế bên đây nằm dưới cùng nữa luôn trời. Mình sẽ đi tái chế mấy cái lồng đó mới được. Trời đáng ghét thiệt. Ở đây có dư 3 con gà ó ngon, mình tái chế luôn nha. 90 mầm nè. Phương tiện em có không có nào tái chế đâu.
Đây, không biết là mấy cái lồng đó tao mất tiêu rồi. Đây. Trời đất ơi, 5 cái lồng XS nè, 4 cái lồng XS nè, 6 cái lồng XS màu khác nè. Rồi mấy cái lồng này mình đâu có xài đâu, phải tái chế hết đi mọi người. Giảm hành thì có cho mấy cái lồng này làm gì không biết nữa, được 36 mầm nha các bạn. Rồi để coi là mình có đồ gì dư để tái chế không ta. Ủa sao cái dép này mình quá trời luôn vậy trời. Tái chế bớt nha mọi người, chứ để gì quá chặt đồ. Không biết là sau này nhà bác Hành có giới hạn tủ đồ của mình không nữa. Tại vì nếu giới hạn tủ đồ thì chắc tái chế hơi nhiều đó mọi người. Còn cái gì đó không? À đồ vịt ha. Đồ vịt. Đang dư cái áo nè. Đồ vịt thì bữa mình mở ra cũng hình như mấy lần ấy. Đây, ở đây có 4 cái áo vịt các bạn. Trời ơi, tái chế. Cái đống này là hơi bị nhiều luôn. 244 mầm. Oh my god. Rồi dép vịt nữa. Dép vịt lại là mũ vịt nữa các bạn. Mình mở, mình nhớ mình mở cũng được mấy lần ấy. Đây, dép vịt đây. Trời ơi, giày vịt 3 cái nữa các bạn. 360 mầm rồi, 364 mầm rồi. Đây, mũ vịt cũng 3 cái nữa. Trời ơi, 600 mầm. Giàu luôn rồi các bạn ơi. Tái chế mới 10 cái mà lên 1.600 luôn rồi. À, hồi nãy mình có ăn mấy cái kẹo nổ đó mọi người. À, cái nhận cái kẹo nổ. Ăn lên nó phát sáng nè. À, ăn lên phát sáng vậy mới hợp nha. Rồi Aladdin cầm cái đèn nữa. Cho cái đèn nữa, cái đèn nó mất tiêu rồi. Rồi như vậy mới ủng placebo ra các ông thằng đèn được nha mọi người. À, có hiệu ứng chớp trên đầu của mình nữa kìa. À, trong cửa hàng là còn gói nội thất đó nha mọi người. Một cái vòm nè. Cái máy vòm nè các bạn ơi. Bình thường á, nếu mà bán trong đây ấy, thì hay là có trong cửa hàng nội thất lắm. Để mình xíu mình vô cửa hàng nội thất coi thử. Tại vì cái gói này nó mắc lắm, gấp đôi cái gói đồ luôn các bạn. Rồi vách ngăn đồ quá trời, để mình vô trong nội thất mình coi thứ hàm, coi thử có, mình đi coi ra cho mọi người xem. Cửa hàng nội thất. À có nè mọi người, mới nè. Cái bàn nè, cửa nè. Ui cái cửa nó bự nha. Ui. Ui. Ôi bán cái này luôn nè mọi người. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Đã nha mọi người ơi. Ôi, trời ơi. À, cái này là nguyên một cái lâu đài luôn các bạn. Cái lâu đài luôn. Oh my god. Ủa hai cái này nó giống nhau à ta. Đói, chồng lên xong mình chồng cái màu vàng lên nữa nè. Là nó trở thành lâu đài luôn mọi người. Dòm cao cao lên. Đấy trời ơi, thành lâu đài liền. Mọi người vô nhà mình chơi nha. Đấy trời đất ơi, mình mua cái này thôi, còn mấy cái này cắt đi. Mấy này cắt đi mọi người. À, cái này mà bạn nào muốn decor một cái lâu đài á thì mua ha, còn thôi mình cắt cái này đi. Đó, cắt cái này đi ha. Đó, ui, cái này là 9.000 tiền luôn hả? Đâu? À, cái lâu đài thì 48 kim cương nha các bạn ơi, còn hai cái kia thì 4.500 tiền. À, các bạn nhìn vậy thôi chứ hai cái khác nhau nha. Không biết cái nào ở dưới đó. À, cái này ở dưới nè mọi người. Để mình bỏ cái này ở dưới ha. Cái này ở dưới nè, xong rồi đến cái này rồi mới đến cái kia nha các bạn. Hồi nãy mình để sai. Rồi, mới đến cái kia. Để mình dòm nó xa xa lên, mình đặt nó dễ coi nè. Đấy, một cái lâu đài nha mọi người. Hết 48 kim cương là mua luôn, review cho mọi người xem. Đấy, rồi, Aladdin đã có lâu đài rồi nha mọi người. Trời đất ơi, đó. À, hết 48 kim cương là 9.000 tiền thôi mọi người. Đó, vô sắm cho mình một cái lâu đài liền ha. Xịn sò nha mọi người. Nhanh vô sắm cho mình cái lâu đài liền. Rồi bye bye mọi người, và đừng quên kéo xuống cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Ây da, lâu đài bị lệch rồi. Bị lệch rồi nha mọi người. Nên là canh chuẩn chuẩn một tí à. Lâu đài vô người ta quở chết. Lâu đài bị xiên xẹo người ta chửi chết. Rồi đó là lâu đài của Aladdin đó các bạn, mới mua đó. Rồi các bạn đừng quên kéo xuống cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye. Nhớ tham gia mini game nha mọi người. Put up.